bất ngờ đại án công ty Nhật Cường, tòa cấp cao bác kháng nghị của Viện Kiểm sát, trưa ngày 30 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là công ty Nhật Cường, về trách nhiệm hình sự, Hộp đồng xét xứ nhận định đây là vụ án có đồng phạm, tổ chức. Trong đó, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội buôn lậu và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người. Đúng tội, không oan, quá trình xét xử phúc thẩm, nhiều bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy nhiên không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng với bị cáo Nguyễn Bảo Trung lao động tự do, giai đoạn sơ thẩm dù không nhận tội nhưng sau đó đã tác động gia đình khắc phục 2 tỷ đồng, giai đoạn phúc thẩm thành khẩn khai báo nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, tòa quyết định bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ của 10 bị cáo, giảm án cho bị cáo trung từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội buôn lậu. Về trách nhiệm dân sự Tòa phúc thẩm xác định Bùi Quang Huy và một số đồng phạm chủ chốt phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu, tuy nhiên hiện Huy và những người này đã bỏ trốn, đối với các bị cáo bị đưa ra xét xử, những người này đã giúp sức cho Huy thực hiện hành vi phạm tội, qua đó thu lợi số tiền bất chính. Tòa sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường tùy theo mức độ lỗi và giành quyền khởi kiện, yêu cầu bồi hoàn cho các bị cáo đối với Bùi Quang Huy là có căn cứ. Tương tự ở hành vi vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, hội đồng xét xứ cho rằng tòa sơ thẩm buộc hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính, và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường, liên đới bồi thường theo mức độ lỗi và giành quyền khởi kiện, yêu cầu bồi hoàn cho hai bị cáo đối với Bùi Quang Huy là có cơ sở, từ những nhận định trên. Tòa phúc thẩm tuyên bố không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về phần dân sự, cũng như kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội trước đó. Trong gần 2 ngày xét xử, các bị cáo tại công ty Nhật Cường cho biết họ chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì từ hoạt động buôn lậu của công ty. Tất cả các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt cũng như xin miễn trách nhiệm bồi thường dân sự về phía mình. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đề nghị tòa tuyên công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung công quỹ nhà nước. Đồng nghĩa, 13 bị cáo phạm tội buôn lậu là quản lý, nhân viên công ty Nhật Cường sẽ không phải liên đới nộp lại khoản tiền này. Tương tự, với số tiền gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa phúc thẩm buộc công ty Nhật Cường phải có trách nhiệm nộp lại. Thay vì hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường, như bản án sơ thẩm đã tuyên, theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy tổng giám đốc công ty Nhật Cường, đã bỏ trốn, chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bản, từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với tổng giá trị 2.927 tỷ đồng. Sau khi vận chuyển trái phép tới Hà Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa hàng về kho của công ty tại 39 Lý Quốc Sư Thông qua hệ thống cửa hàng trải khắp Hà Nội Công ty này đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ngoài ra, Huy còn yêu cầu nhân viên ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống, hệ thống nội bộ thể hiện đầy đủ số liệu kinh doanh, cả hàng nhập lậu. Hệ thống công khai chỉ có hàng hợp pháp để kê khai với cơ quan nhà nước. Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế, hành vi này đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.